thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025, huyện Bình có trên 35.000 người không được hưởng các chế độ của nhà nước. Trong đó, có 27.000 người không được hưởng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế mà phải chuyển sang mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Trên 8.600 học sinh và 345 cán bộ giáo viên không tiếp tục được hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước với tổng số tiền cắt giảm trên 1 tỷ 287 triệu đồng đối với các đối tượng không hưởng các chế độ vùng theo quy định số 861 và quy định 433, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành liên quan phù hợp với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân tham gia mua hiểm y tế tự nguyện theo hộ và nhóm hộ gia đình, mở rộng hệ thống đại lý thu hiểm xã hội bảo y tế xuống tất cả các xã thị trấn. Chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu được chủ trương của Đảng vận động cho con đến trường để mạnh công tác xã hội hóa, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn.